qua đại đức nha, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hoa đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch hoa đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vẫn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Hoa đó. Ngài là bậc A Hằng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Hoa đó. Ngài là bậc A Hằng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bao nhiêu? Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự tà dâm. Sự có những hành vi bất thiện. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự nói dối. Nói lời đâm thọc chia rẽ. Nói lời đâm thọc chia rẽ. Nói lời nói dữ. Nói lời nói dữ. Chửi rủa mắng nhiếc. Chửi rủa mắng nhiếc. Nói lời vô ích. Nói lời vô ích. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự dễ vui uống rượu và dùng các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quý đánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong lời nói. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong lời nói. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong ý nghĩ thầm kín. Con nguyện giữ hạnh từ bi trong ý nghĩ thầm kín. Con nguyện giữ hạnh tinh tấn. Con nguyện giữ hạnh tinh
tinh tấn. Con nguyện giữ hạnh nhẫn nhục. Con nguyện giữ hạnh nhẫn nhục. Con nguyện giữ hạnh tịnh khẩu. Con nguyện giữ hạnh tịnh khẩu. Khi Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy ngũ giới và giữ cái hạnh nguyện rồi, hãy ráng vẫn giữ hành theo, chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về quả trời cũng nhờ giữ giới hạnh. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới hạnh. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới hạnh. Bởi các cái cho nên chư thiện nam tín nữ hãy ráng thọ trì giới hạnh cho trong sạch, đừng để lắm nhờ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí tri vẹn toàn. Quý vị nhớ là mục đích của Đức Phật á, ngài giảng giải giáo pháp cho chúng sanh á, là để ngài muốn tạo những người có sự hiểu biết. Có nhiều người nói mình hiểu biết điều này điều kia nhưng thật sự mình chưa có hiểu rõ. Sự hiểu biết đây không có phải là học cho giỏi, làm những nghề nghiệp cho tinh thông, hay là có những cái sự gọi là ăn nói thao thao bất tuyệt, hay là có thể lý luận được giỏi, hay trở nên bác sĩ, kỹ sư vậy á, mới gọi là cái người hiểu biết. Mà Đức Phật nói nếu những người nó như vậy mà còn có thêm nữa là hiểu biết gì, hiểu biết cái gì mà thiện, cái gì gì mà bất thiện. Mà hiểu biết đó là làm sao để mình ở trong cái cảnh mình đang khổ này. Đầu tiên là mình phải biết là mình khổ. Thế nhiều người cứ tưởng là mình sung sướng quá đây, cho nên là mình sẽ không có tiến bộ được. Thế đầu tiên Đức Phật dạy cho mình biết mình khổ, và Đức Phật chỉ cho mình cái cách mà cho thoát khỏi khổ. Thì thường người Phật tử đó thì cần biết những điều gì. Thứ nhất á, mình Phật tử là mình gọi là con Phật, thì đầu tiên mình biết Phật là ai, tại sao mà phải nương nhờ theo gương lành trong sạch của Đức Phật. Mình học hỏi tại sao Phật là ai và tại sao mà nương nhờ. Và thứ hai nữa là mình biết pháp là gì, hay là chân lý, pháp là gọi là chân lý hay sự thật là gì, mà tại sao mình phải nương nhờ vào chân lý. Thì thường thường mình nương nhờ vào Phật á, mình là gọi là quy y là nương nhờ đó, tôi nương nhờ Phật, mà quy pháp là tôi nương nhờ vào pháp. Thì như vậy quy và Phật á, không phải mình theo Đức Phật rồi mình cầu xin là để Đức Phật cứu độ mấy này chỗ nào kia, nhưng là mình theo Đức Phật là gì, để mà bắt chước theo gương lành trong sạch của Đức Phật. Thành khi mình định có hành động gì, mình đã có suy nghĩ gì, mình nói là mình suy nghĩ vậy có đúng theo cái ý của Đức Phật không. Thì mình phải làm vậy, mình nói với Đức Phật. Cái thứ hai là mình quy pháp. Quy là mình nương nhờ nhân pháp. Nương nhờ nhân pháp đây là pháp là những lời dạy của Đức Phật, nhưng mà Đức Phật dạy là chân lý. Cho nên pháp đây là chân lý. Như vậy, vì vậy cho Đức Phật á, khi mà ngài thành Phật rồi, ngài không còn phải quy ai nữa hết, tại ngài thành Phật rồi. Nhưng mà ngài cũng dựa vào giáo pháp đó, ngài quy giáo pháp. Tuy nhiên là ngài quy vào chân lý ha, ngài dựa vào chân lý, dựa vào sự thật. Rồi thứ ba là mình quy tăng. Tại sao mình nhân giờ hay quy tăng? Là những vị tăng đó, là những vị đó họ đã noi theo Đức Phật, và họ sống cái đời sống tu hành giống như Đức Phật vậy. Mặc dù đó họ có thể chưa thành Phật, họ chưa có giác ngộ,
Nhưng mà họ đứng, đi trên con đường đi đến nơi giác ngộ, đó mới gọi là tăng. Mà tăng á, mà nếu mà không chịu đi trên con đường giác ngộ vậy thì có phải tăng không? Tăng không phải đây là chỉ có là có tên thôi, mà tăng phải là tăng gọi là gì, là những người công Phật, mà những người đi theo lời dạy của chư tăng, của Đức Phật để mình tu hành tinh tấn để giải thoát. Như vậy cái chữ tăng đây cũng có nghĩa là tất cả những người nào mà cố gắng tu hành theo giới định huệ để mà giải thoát thì Đức Phật cũng gọi đó là những vị tăng. Thành ra những người thiện nam tín nữ cũng là vị tăng, nếu như họ có ý muốn mà tu hành giải thoát. Mà muốn tu hành giải thoát là sao? Phải tu giới định và huệ. Người Phật tử có thể nói thêm nữa là họ phải bố thí, trì giới và huệ, đó là gọi là tham thiền. Thì mình cũng phải hiểu biết thế nào là chánh kiến, thế nào là tà kiến. Mình phải biết thêm những điều mà mình gọi là Phật tử nên làm và những điều không nên làm. Những điều Phật tử nên làm và sự lợi ích cũng như những điều đó mình phải hiểu. Những điều mà Phật tử không nên làm mình cũng phải hiểu. Rồi, làm thế nào để có một đời sống tại gia an vui hạnh phúc. Và những điều cần biết mà liên quan đến nghiệp. Và cuối cùng là mình phải hiểu biết thế nào là vị thánh tu đạo hoàng. Hôm nay mình đã hiểu biết Phật. Bây giờ ví dụ họ hỏi Phật là gì thì có nhiều người hỏi nó Phật là gì, nói là mình nhiều khi nhiều Phật tử cũng biết Phật là gì nữa. Thành ra mình biết Phật là gì. Phật là người đã giác ngộ. Giác ngộ gì? Giác ngộ những sự thật cao quý. Những sự thật cao quý mình hay nói là giác ngộ gì, là giác ngộ tứ diệu đế. Tứ diệu đế tức là bốn cái sự thật cao quý, nó đúng đắn, là bốn chân lý đó. Là phải biết là trên thế gian này nó khổ. Và Đức Phật biết là và khổ rồi, mình biết là khổ. Nhưng mà hỏi nguyên nhân khổ là cái gì? Đó là cái điều thai mình cần phải biết. Thế nào nguyên nhân khổ? Thì khổ, nguyên nhân khổ là gì? Có nhớ không? Là Đức Phật nói là tham ái. Tại mình muốn cho nên nó khổ. Một thì mình muốn gì? Mình muốn đừng khổ đó. Nhưng mà chân lý của nó là thế gian này nó phải khổ. Bây giờ hỏi mọi người, có thể có người nào mình nói là mình sung sướng đâu? Có thể có ai nên nói là mình sướng? Có thể có tiền của là được đầy đủ phải không? Nhưng mà nhiều khi họ khổ vì họ nói người khác không nghe lời họ, và những ước nguyện của họ nó không có thành tựu. Thành ra người ta chỉ mong muốn cái điều này điều kia cho nó vừa theo ý mình. Mà nó không vừa theo ý mình là mình khổ. Bởi vậy cho nên những người mà thực hành rồi đó thì mình biết rằng thế gian này nó khổ, thế gian này bất toàn nguyện, nó không làm cho mình vừa lòng. Thì trong cái số mà không vừa lòng đó, mình lựa cái gì mà vừa lòng thì mình nhận cái đó, phải không? Ví dụ như họ trong Phật giáo thường hay nhắc đến, ví dụ như họ cho mình một cái trái cây, mà một trái cây nó thối rồi thì mình làm sao? Thì mình cắt cái phần hư mình vắt đi, mình ăn phần tốt. Cái đó là mình khôn ngoan. Cũng giống như là ở trên thế gian này, mình làm sao mình tìm được một người mà họ có thể đạo đức giống như Phật, để mà mình họ mình làm bạn họ, làm vợ làm chồng họ, phải không? Như vậy thì biết khó có nhiều như vậy đó. Nếu những người mà họ được như Phật vậy đó thì họ tới đi tu rồi, họ thành Phật rồi, phải không? Họ có đâu sống đời sống bình thường. Cho nên cái người mà khôn ngoan được Phật dạy đó thì biết họ là không có hoàn toàn giác ngộ được, họ chỉ được một phần nào đó thôi. Thì mình khôn ngoan ra, mình lấy phần tốt của họ, còn phần xấu mình bỏ đi. Thế bao vậy không? Cũng như mình ăn thức ăn gì đó, nó thức ăn cũng vậy, một trái cây cũng vậy, mình thấy cái phần nào xấu mình vấp, mình ăn chỗ tốt, ai bị mình ăn chỗ xấu chứ, rồi mình chê, phải không? Thì con người ta đến thế gian này cũng vậy đó, họ có điều tốt, điều xấu, vấp cái điều xấu của họ đây, mình lấy cái điều tốt, là mình sẽ được an vui hạnh phúc. Như vậy đó, trong tứ diệu đế cũng có khổ này. Rồi Đức Phật nó nguyên nhân sinh khổ là do mình không muốn có khổ đó. Mình thấy nó khổ. Bây giờ Đức Phật nói là không phải là mình nghe khổ vậy rồi mình chán đời đâu. Mà Đức Phật là người mà chỉ dẫn cho mình cách để mà thoát khổ. Thì mình theo Phật là gì? Mình theo cách chỉ dẫn của Đức Phật á, để mà thoát khổ. Thành ra bây giờ mình có khổ,
nó khổ trên thế gian này, mình khổ mình gặp nhiều chuyện khổ lắm, mình đừng làm sao để nó khổ cái thân thôi, nhưng mà đừng để nó động đến cái tâm của mình. Thành ra có một lần xưa đi học tập tại Đà Tạo thì có một vị thầy thì sư mới học gặp tôi, nói ủa thầy, tôi thấy thầy đó hả, thời kỳ nào thầy cũng bị ở tù trơn á, thế mà thầy ở tù trong cái tù mà ngục tử hình đó, đợi chờ để mà tử hình. Thầy nói cái thời kỳ đó là thời kỳ mà ông bị ở tù, là thời kỳ ông Diệm đó, ông Diệm mà ông lấy nát tử hình, mà ông Diệm có một cái là ông làm người ta rất đau khổ rồi. Ông không tử hình rồi, ông không có giết liền mà ông để vậy đó, ông không ăn xá, ông để từ từ, bắt đầu đợi từ năm này qua năm khác, đợi có mười mấy năm đó, rồi mới đem ra tử hình. Thì mấy người mà họ tử hình như vậy đó, bây giờ một người mà tử hình họ nói, có nhiều người họ mong mà mới là thôi đem tôi giết cho rồi, chứ để tôi đợi hoài rồi mãi tôi khổ quá, phải không? Có phải là đợi chết có phải khổ hơn là chết không? Vậy đó, mà ổng ở trong đó ổng cũng biết vậy, nhưng ổng rất là bình tĩnh. Ổng nói khi nào chết thì hay, cái bây giờ mình còn sống mà, ít nhất là ngày mai nó mới đem mình chém, chứ bên đây đâu đoạn chém bắn mình liền đâu, thì mình sống ngày nào mình phải hạnh phúc trong ngày đó. Rồi ổng nói là ai cũng nhúc, họ nói nhúc tù mình, nhưng mà làm sao họ nhúc cái tâm mình được, tâm mình nó tự do mà, thân thể mình có bị người ta ràng buộc nhưng mà không thể thế mà ai mà có thể ràng buộc cái tâm mình được hết. Là cái người đó, cái thái độ đó mới là thái độ của người tu Phật, thấy không? Mình bị ràng buộc nhưng mà để cho ràng buộc cái thân thôi, chứ không ràng buộc cái tâm. Mà cái thân mình có thể khổ nhưng mà đừng để tâm mình khổ theo. Đó là cái tu ở trong Phật là vậy đó. Thế là rất là mình dễ dàng nói chữ Phật, dễ dàng nói chữ Phật tử, mà nhưng mà biết cách thực hành để trở thành một vị Phật. Và đầu tiên là muốn trở thành vị Phật, mình phải là thực hành cho nó là trở thành người con của Phật đã. Thì muốn mà trở thành một vị Phật á, thì Đức Phật á là phải thực hành 10 pháp ba la mật. Còn mình á, mình thực hành có thể ít hơn, mình có thể không có bằng Đức Phật, nhưng mà mình cũng cố gắng, mỗi lần mình quên cái điều gì á, thì mình nhớ Đức Phật thực hành 10 pháp ba la mật. Mình muốn giác ngộ, mình cũng phải theo Đức Phật như vậy. 13 la mật á, 13 la mật á là 10 cái đức tính mà để một cái người mà muốn mà trở thành một vị Phật á là phải thực hành. Hay là những 3 la mật này cũng là những cái đức tính mà của một người mà cố gắng muốn giải thoát phải thực hành theo 3 la mật. Nhưng mà Đức Phật á thì ngài thực hành cái hạng cao hơn, còn người bình thường mình cũng thường thực hành 3 la mật với cái hạng thấp hơn. Một trong những cái đó đó mình thực hành đó là mình phải làm sao mình bỏ bớt cái tâm tham lam của mình đi. Một trong những cái tham lam thì là mình tham lam mình muốn được hạnh phúc, mình từ chỗ mình muốn được hạnh phúc, mình muốn được những điều lợi lộc này kia, mà như vậy đó thì mình cũng có quyền muốn, nhưng mà nhớ là khi muốn đó, Đức Phật nó đừng có xâm phạm đến quyền lợi của kẻ khác. Mình muốn ăn ngon thì mình có quyền chứ sao không, phải không? Cho nên mình tu cao nữa thì khi đó mình mới biết là không cần muốn ăn ngon nữa, ăn là cho nó đủ no là được rồi, để mình sống là được rồi, khi đó cái ngon nó không có cần. Còn mình á, bình thường là sao, mình phải muốn ăn ngon đủ chưa. Cái người khôn ngoan là không phải ăn ngon đâu, bác sĩ dặn đó, ăn ngon chưa có đủ, phải sao, ăn bổ mà ăn bổ mà không có đem đến bệnh hoạn cho mình á. Chứ có nhiều người thích ăn ngon lắm, thích ăn mình những cái đồ mà bác sĩ cấm không à. Thành ra mình có phải có trí tuệ đúng không? Thành ra một người mà thực hành ba la mật á, phải không? Thì bây giờ mình đặc biệt mình qua thử những ba la mật nó gồm có gì. Thứ nhất á là đầu tiên là phải bố thí. Bố thí có dễ không? Thì bố thí nó khó lắm, phải không? Mà nếu mà trở thành vị Phật á là cho ra mà không giữ lại một chút nào hết, giống như một cái hũ nước á, mình muốn trở thành vị Phật giống một nước, mình bố thí ra rồi
mình úp xuống luôn rồi đó, không còn dương sóc mình tiếp là trong đó. Còn người thường đó, họ có thể bố thí hết được không? Khó lắm phải không? Thì bây giờ đó, mình người thường, cho nên đó, mình bắt chước Đức Phật chút, mình không bố thí được nhiều thì mình cũng bố thí chút ít chứ. À, những người nào mà bởi vậy trong Phật giáo Hồng Thủy đó, những người nào mà khi mà họ muốn nguyện trở thành một vị Phật mà dám nói ra nguyện rồi đó, là họ phải sẵn sàng thực hành cho đủ 10 cái pháp đó. Còn khi mà họ thấy họ muốn trở thành vị Phật đó mà họ chưa thấy thì mình tôi chưa có thể nói ra miệng được, tôi còn ở trung tâm thôi, thì khi đó họ giữ họ không dám nói đó. Do đó nha, những người mà muốn trở thành vị Phật đó là phải thực hành những pháp để trở thành vị Phật. Thì trong đó là pháp đầu tiên là bố thí, thứ hai là trì giới. Mà bố thí là gì? Phải bố thí không có đòn để sót một chút gì hết. Đó là chưa kể nó là một vị Phật là phải bố thí có 3 phần này. Thứ nhất là mình bố thí của cải của mình. Thứ hai là bố thí cái tay chân của mình. Hay là bố thí cái tay chân hay con mắt, mũi rồi gì đó. Rồi cái thứ ba đó là bố thí luôn tánh mạng. Thì nó có một cái vị sư đó, ông cũng có tâm bố thí, ông giúp đỡ nhiều người lắm. Nhưng có người hỏi nó có phải là sư là nguyện trở thành một vị Phật không? Sư giữ các pháp ba la mật như sư bố thí. Tôi thấy là sư cho người này cho ta đủ thứ chuyện hết. Mà có phải là sư nguyện thành Phật không? Thì ông sư động nói là cứ coi cái hành động của tôi là biết nè. Mỗi lần mà tôi đi ra khỏi chùa, có thấy tôi khóa cái phòng tôi không? Tôi còn khóa phòng của tôi mà, phải không? Thì tôi còn sợ mất đồ mà. Làm sao tôi có thể bố thí hết tất cả mọi chuyện đâu, phải không? Thì có nhiều người đó, họ tạo được cái của cải mà họ cũng vẫn còn phải giữ cho phần họ. Thì khi đó mới chưa được giống như Đức Phật. Đức Phật là phải bố thí hết á, ai xin cái gì cho hết. Khi đó mới là Phật. Còn có những người thường á, thì họ chưa đạt được như vậy, để từ từ á, mới vậy. Chứ không phải nói là ông nói là ông sư rồi, ông nói là ông tu hành rồi đó, phải không? Rồi mình tới mình xin ông thì ông phải cho. Có thể có những cái phần nhiều ông có thể cho hơn người khác, nhưng mà không thể ông cho được hết đâu. Chỉ khi nào một vị á, mà họ hoàn toàn đó, họ nguyện ra trong miệng thành Phật á, thì khi đó họ bố thí hết. Mà trong cái bố thí đó có bố thí luôn vậy nè, là gì? Bố thí của cải là một nè, bố thí tay chân nè, và bố thí tay chân, bố thí luôn cả tánh mạng, là 3 cái hạng bố thí vậy. Còn bây giờ mình bình thường mình chưa bố thí được những cái lớn vậy thì mình bố thí cái nhỏ nhỏ. Nhưng mà bây giờ có nhiều người nói như vậy đó, tôi đợi khi mà tôi chết rồi tôi mới bố thí cơ thể tôi có được không? Có được không? Có nhiều người đó trước khi họ chết đó, họ nói là tôi mà khi mà tôi chết rồi đó, cái xác tôi đó có quyền, quý vị có quyền dùng cái xác đó để có thể lấy những cơ phận của tôi mà giúp cho người khác. Quý vị có dám làm vậy không? Mình chết rồi á. Đó, có người dám, có người không dám nữa đó. Chết rồi đó mà cũng không dám nữa. Bây giờ ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình bác sĩ mà họ nói những người nào mà thấy mình mà đủ điều kiện đó mà có thể cho máu được thì mình hãy cho máu để giúp cho những người khác. Tại mình nghĩ một người mà khi mà mình bị thương nặng, mình vô trong nhà thương thì cũng được người khác họ truyền máu cho mình đó chứ. Truyền máu đó thì bây giờ đó mình có dám mình cho máu người khác không? Thì thường thường một cuộc cho máu thường thường có, nhưng mà đâu phải mọi người đều đi cho máu đâu. Không dám cho đó, mà biết rằng cho mà không có chết á, nhà họ cũng ngại, họ sợ đó. Tuy nhiên cũng có nhiều người muốn cho mà bác sĩ không có lấy, họ biết cái máu của mình không có tốt cho nên bác sĩ không có lấy. Họ đã có nhiều người đó, mình ngó họ mập mạnh như vậy nhưng họ thuộc loại thiếu máu cho nên họ cũng không có được cho. Vậy để mình không phải phán đoán người này kia như vậy,
em thấy ai làm được cái gì thì cái định đều làm, không có phê phán. Mình phê phán như vậy là cái tâm mình cũng không có tốt rồi. Thì thứ nhất á, là một vị muốn trở thành vị Phật á, là phải bố thí cho ra mà không có giữ lại một chút nào. Rồi bố thí là của cải rồi, bố thí đến vợ con nữa. Có nhiều người họ bố thí được cái gì nhưng mà vợ con họ bố thí không có được. Rồi bố thí tánh mạng rồi nữa họ cũng làm được, nhưng mà họ làm được hạng nào thì cũng được, cũng hay hạng đó thôi. Thứ hai là trì giới, có phẩm hạnh, có giới luật trong sạch, duy trì kỷ cương, làm tròn bổn phận của mình, đó là giữ giới. Mà các Phật tử đó thì giữ gì? Thì ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, là năm cái giới vậy. Mà ngay bây giờ mình có cái giới là không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm, không nói dối, uống rượu. Bây giờ quý vị thấy cái giới nào mà khó giữ nhất? Cho thấy giới này khó giữ. Con hả? À, khó giữ. Lời nói khó giữ nhất. Lời nói hả? Lời nói cái nào cũng khó lắm. Không. Nói ra mất lòng, không nói mất. Không. Cái nói dối đó là đừng nói dối thôi. Nói dối mà lừa gạt người ta đó. Còn cái chuyện nói nó chơi nó vui đó thì cái nó chưa có tính. Mình nó nói dối mà đi lừa gạt người ta đó. Mình thấy mình nói dối thôi. Nói tôi giống như có mấy người tới nào nói là con cái tôi đau quá đó, thành ra bây giờ tôi vô nhà sư tụng kinh, mà con cái không đau vậy trơn mà nhờ mình tụng kinh như vậy là thứ nhất là nói dối rồi. Ở thứ hai đó, họ nhờ ông sư đứng tụng kinh như vậy đó, thì cử mấy người khác đi vô lấy đồ mới lấy đạp, thành ra nó phạm tới hai tội nữa, thấy không? Đó, nói dối rồi tội ăn cắp nữa. Còn những Phật tử mình đó, cố gắng và không nói dối. Nếu mình thiệt nữa là không nói dối rồi không nói lời đâm thọc nữa. Có nhiều người họ nói thiệt nhưng mà nói lời đâm thọc là sao? Họ nói lời đâm thọc để hạ bệ cái người khác, phải không? Rồi nói vậy đều chia rẽ. Ví dụ như là có một người nào đó thương một người khác, cái mà ở gần nhà đó nên đừng có thương người đó đâu. Cái người đó là không có đường sau lưng, nó có ghẻ ghê gớm lắm á, còn chừng ưng nó là bị lấy ghẻ đó, phải không? Mà mình nói vậy, nếu mình nói với bên này nó là cái cô nó còn bị ghẻ lắm, phải không? Thì nên mình muốn tốt mình tới mình khuyên lên cô đó đi trị cho ghẻ thế đi, chăm thôi rồi cô để cô ghẻ vậy đó rồi cô có thể là lây cho chồng cô, rồi về sau cô có con gây cho con cô nữa. Thì mình nói đó, mình nói tốt. Còn mình nói với mục đích mình nói là gì? Để người này họ ghét người kia. Nhất là những người khi mà lớn lên đó, có bạn trai này kia đó, thì thường thường có nhiều người ưa nói xấu những cái bạn gái của mình. Để cho gì? Để cái người đàn ông kia họ không thương. Tại sao vậy? Đại mình mà cũng có để ý thương người đó. Cái đó thì quý vị nó không có hả? Nhưng mà sư thấy có nhiều người vô cũng có nói cho sư nghe chuyện đó. Họ tới rồi, họ chăm hối đó. Sư không nói người nào, cái người đó thừa xa rồi, nhưng mà vẫn có như thế thường. Thành ra đó, nhiều khi mà những cái người mà họ vào họ chăm hối với ông sư đó, họ nói chuyện này kia đó, thì ông sư khuyên rồi, chào ông sư đó không có được nói cái người nào mà nó nói cho mình nghe cái chuyện đó. Nhớ như là vậy đó. Cũng như là khi nào người nào mà họ tâm sự cái chuyện gì đó thì nhớ là đừng có đem cái chuyện tâm sự nó ra rồi nói tên bà nó mà tâm sự tôi như thế này kia. Có thể do mình dạy đạo mình nói một cách tổng quát vậy đó thì được. Thì nhớ người ta nhiều khi mất bạn á là do bạn mình thân mình tâm sự, rồi mình đem cái điều họ tâm sự ra mình nói cho người khác. Cái đó là nó cũng cái ngôn ngữ không nó cũng tốt đẹp. Còn có nhiều người đó họ nói dối mà họ nói chơi đó,
Thì có mang tội không? Ví dụ như như họ nói mà biết là người đã biết mà nói là có lần tôi tới thì chỗ đó tôi gặp một con bò nó to lắm, nó to bằng con voi là đó, thì làm sao tin được phải không? Họ nói vậy đó thì có tính mà nói dối không hả? Mà là cái đó không nói dối nhưng phải nói hả? À, nhưng mà cũng coi thì có vui hết không, cũng có nhiều khi họ nói tôi thấy con bò đó nó to bằng con voi vậy đó, là có hai cái lối so sánh nó to bằng voi là ít, nó lớn lắm phải không? Đó, ví dụ chà hàm nó nè, tôi thấy cái vùng này sao mũi nhiều quá, mũi con nào nó to bằng con gà mái đó, nói vậy mình hiểu không? À, họ nói vậy thì mình biết đâu phải bằng con gà mái, nhưng bây giờ mình nói là trời, tôi tới chỗ đó nghe, ở đó con mũi con nào nó to bằng dế, thì mình họ nói mình nói láo phải không? À, ta nói nó cũng có hai loại, cái loại mà so sánh thực tế là khác, còn cái loại mình nói cho khuyết đại đó đó, à, phóng đại này là sự thật, thì có cái nói vậy, đó, tại sao họ nói là, à, con mũi to bằng con gà mái, mình nghe mình tin. Mà nó cũng có mũi mà to bằng ruồi, mà nó tầm bay tầm bạ, làm gì có mũi nào to bằng ruồi. Thành ra mình coi thử có những cái trường hợp họ nói là so sánh, cũng như nói họ nói là cái bà nó nhiều chuyện, bà nói cả ngàn lên một câu chuyện, bà có nói đủ một ngàn lên một không? Nhưng họ ví dụ họ so sánh vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật nói là khi mà những người mình tu hành đàng hoàng rồi đó, thì ngay cả những chuyện nói chơi vui nữa thì cũng không nên nói, để chi? Để cái thời giờ đó mà mình tu hành, hay là mình dùng cái gì mình nói cho người họ nghe đó mà họ có thể tu tập được đó, thì mới nên nói. Thế còn nhiều khi đó mình biết cái điều tốt thì hay, mà mình không nói cho người khác nghe cũng đó là mình thiếu cái bố thí đó. Mình bố thí đó không phải là bố thí của cải đâu. Có nhiều người nấu ăn ngon lắm mà có người hỏi nó như thế nào chị, bà giấu á, không nói hả? Hay nói chút xíu thôi, còn cái phần mà cái phần mà quan trọng là không nói vậy. Nhưng mà cái đó là mình nói là những cái mà nó làm cho giới nó bận nhơ, nó không tốt. Thế mà khi nào mình nói nó dối thật sự đem lại tai hại cho họ mới tính là nói dối, nhưng mà mình cũng tránh những cái nói cái cách khác nữa là nó không tốt đẹp. Cũng như là Đức Phật nói khi mình giữ cái giới mà không nói dối rồi đó, thì mình cũng không nói lời vô ích nữa, cũng không nói những lời khoe khoang, cũng không nói những lời chỉ trích người khác. Thế vì thường thường đọc mà con xin văn giữ đại học là cố ý đánh xa sự nói dối rồi gì nữa, nói lầm đông thọc chia rẽ, nói lời nó giữ, chửi rửa mắng nhiếc mà nói lời vô ích là, nhưng mà ít nhất là mình phải giữ được, đừng nói dối. Thì là trì giới đó là cái yếu tố thứ hai của Đức Phật. Nhưng mà mình thấy Đức Phật mà khi mà ngài chưa thành Phật, ngài còn Bồ Tát á, ngài có giữ giới hoàn toàn không? Chưa còn là Bồ Tát á, mà chưa thành Phật á, là còn giữ giới là chưa có hoàn toàn. Tuy nhiên đó, một cái vị Bồ Tát đó họ giữ giới, có thể những giới khác họ chưa hoàn toàn, nhưng mà cái giới mà giới nó thật á là luôn luôn họ cũng giữ đó. Một đặc biệt như vậy, luôn luôn họ chân thật. Cái điều thứ ba đó, một cái vị mà muốn trở thành vị Phật á, thứ nhất là phải bố thí nè, thứ hai trì giới, thứ ba là khước từ. Khước từ đây là đúng ra là khước từ những tham ái của trần gian. Mà khước từ những tham ái của trần gian là gì? Tất nhiên là khước từ, trong đó nó có nhiều cái tham ái lắm. Trong đó một trong những tham ái là có đời sống vợ chồng. Đời sống vợ chồng cũng là một sự tham ái.
mặc dù là người thường thường thì tha mái đó nó không có tội lỗi, chỉ khi nào đó những người mà bình thường có vợ có chồng đấy nữa mà còn có cái điều không tốt là liên hệ với những người mà không phải là vợ của chồng mình. Tuy nhiên đó, nó cái giới nó không đó, thì nếu một người mà tốt đẹp giữ giới đàng hoàng đó, thì khi mà đã có chồng rồi không được bao giờ mà nghĩ đến một người đàn ông khác. Thành một người mà có giới luật đàng hoàng sẽ nói là quý vị là một người Phật tử rồi, thì đi ra đường đó quý vị có chồng rồi không được nhìn một người đàn ông khác nữa, cái đó mới là giữ giới trong sạch đó. Còn mình là đàn ông thì ra đường cũng không có được nhìn một người khác vái. Tại khi mình nhìn người khác vái vậy đó, nó có những tư tưởng không có tốt, nó có thể phát sinh cái tâm là so sánh người đó với là vợ hay là chồng mình. Thì cái giới là không cái giới mà giới là khước từ đời sống gia đình đó, hay là giữ giới mà không một người tự diện ngũ giới đó, không sát sanh, trộm cắp, không tà dâm đó, thế giới tà dâm đó nó cũng có thêm những chi tiết đó nữa. Thật ra cũng giống như ngày xưa đó, có một cô mà người ta gọi là cô mà gọi Đức Hạnh đó, là giống như cổ nói là vắng chồng điểm phấn trăng hồng cùng ai đó, miệng biến tô là gì đó, mặt biến tô miệng càng biến nói đó. Thì cái cô đó cũng vậy, cổ là rất là đẹp, nhưng mà mỗi lần mình người chồng cổ đi làm quan xa đi về đó, thì cổ nghe người chồng sắp đi về khi nó cổ mới trang điểm. Rồi còn phải mà ông chồng mà vừa bước ra khỏi cửa nhà rồi là cổ không có trang điểm nữa. Rồi người ta hỏi là tại sao cổ vậy, tại sao ông chồng cổ đi xa rồi cổ ăn mặc cái đồ rất là bình thường, cũng mặc áo quần đẹp mà mặt mày cũng trang điểm nữa. Rồi cổ nói tôi trang điểm cho chồng tôi, thế chồng tôi đi vắng rồi tôi trang điểm cho ai? Thành ra họ mới gọi là cái người đó là một người mà đức hạnh đó. Ngày xưa có một người mình nổi tiếng về trường hợp đó. Rồi thứ tư đó là phải người mà muốn mà giải thoát phải phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ, muốn mà phát triển trí tuệ là sao? Thì đối với những vị mà chưa giải thoát đó, là có một cách mà phát triển trí tuệ là bằng cách mà hành thiền. Mình thiền đó thì mình sẽ thấy có trí tuệ. Quý vị là muốn mà có trí tuệ là hành thiền thì mình sẽ có trí tuệ. Khi mình có trí tuệ rồi đó, như vậy đó, thì tự nhiên sự nóng giận của mình nó cũng sẽ bớt. Một cái là mình biết được mình phải làm cái gì để mình đạt đến trí tuệ. Cũng như là vậy, khi đó mình sẽ không có trí tuệ cho nên mình cũng không đánh giá, cũng không phê phán người nào hết. Mình biết là mình làm vậy để làm chi, đánh giá là chi. Nói vậy đó không có phải là mình thờ ơ lãnh đạm đối với chuyện người khác. Nhưng mà nếu như người khác đó, mình thấy khi nào mình thấy mình có đủ tài năng rồi đó, mình mới khuyên lời người khác. Còn mình cứ lo mình chưa xong mình mới đi khuyên lời người khác gì là chưa có được đâu. Khuyên lời họ không có nghe nữa. Tuy nhiên mình nhớ đó, mình nhớ là có một người khác họ sống ra gì, nhưng mà họ đi tới họ khuyên lơn mình cái điều này đoạn kia. Như vậy khi họ khuyên lơn vậy đó, là khi lúc mà khuyên lơn vậy đó, là họ dùng cái trí tuệ của một người khác, của Đức Phật chẳng hạn, người khác họ khuyên lơn. Thì khi đó mình có thể ngăn nghe họ được. Cũng như là họ đó, mỗi lần mà họ làm gặp cái chuyện gì là họ nóng giận kinh khủng lắm. Nhưng mà thấy nóng giận là làm mà đau khổ. Cho nên buổi sáng người khác họ nóng giận đó, họ khuyên, họ nói thôi đừng có nóng giận. Là nhiều khi họ cũng đưa ra những cái dẫn chứng đó là ngày xưa tại tôi nóng giận quá đó mà tôi đã gây ra những cái điều lầm lỗi này lầm lỗi kia. Thì những trường hợp đó thì mình cũng có thể nói cho họ biết. Mình có trí tuệ đó, mình phải có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là mình phải muốn giải thoát. Mình thấy được trí tuệ, mình thấy được chân tướng của sự vật. Thấy được chân tướng sự vật là sao? Thấy sự vật nó là vô thường, nó là khổ, và mình không có quyền điều khiển kiểm soát nó được. Bởi vậy cho những người mà có trí tuệ là sao? Không phải nói tôi có trí tuệ là dạy đi. Mỗi người mà cũng muốn có trí tuệ phải luôn luôn học hỏi.
ta hỏi người khác, có thể mình nhìn người khác, mình thấy tại sao người đó họ hiền hơn mình ta, thì mình có thể tới gặp hỏi tại sao mà tôi thấy chị hiền hơn tôi vậy, tại sao mà chị có nhiều người không chịu tới hỏi, nhưng mà mình tới mình hỏi nó tại sao chị hiền vậy, ở đây là cái người ta họ đối đãi họ chửi mắng chị mà sao mà chị tự nhiên, cái đó là cái đức mình nên học hỏi, mình tới mình học hỏi mình nói cho họ nghe, chứ đừng có cảm thấy mắc cỡ phải đi học hỏi người khác, thấy có điều tốt mình tới mình học hỏi, mà khi mình học hỏi vậy đó cái người đó họ còn là giúp cho họ đó, giúp cho họ gì, giúp cho họ cái thiện của họ được tăng trưởng. Tại nó người ta nhìn mình đó thấy không, mà cái đức tính mình rất tốt là vậy đó, và tới muốn học hỏi đức tính của mình thì chính mình muốn học hỏi đức tính của người khác vậy đó, khiến cho người khác đó họ sẽ cố gắng họ làm gương để cho mình theo. Rồi một người mà muốn mà thành một vị Phật phải luôn luôn nỗ lực tinh tấn trong việc hành đạo giải thoát và quyết tâm thành đạt mục tiêu, và trong mọi công việc nó nhớ là trong mọi công việc á không chai lừa biến nhát. Đức Phật có làm biến không? Thì bây giờ mỗi lần mình nói mình làm biến này, mình làm biến cái mình nói này, làm vậy Phật chê nghe, nói vậy. Nó nhớ mình cái xuyên là một cái điều rất là tốt đẹp. Có nhiều người nói là tôi siêng năng quá rồi tôi mệt, tôi sẽ mau chết, có phải vậy không? Có người nào mà siêng năng làm việc là có mau chết không? Đức Phật nó ngay cả Đức Phật nó ông sư đó, nhiều khi mà ở trong chùa đó không có việc làm đó cũng phải sao, cũng tu hành bằng cách là đi kinh hành đó, phải đi kinh hành. Nếu mà tu hành một ngày phải đi cái này là 6 tiếng đó, như vậy phải vận động cơ thể đó, Đức Phật nói cơ thể mình phải vận động. Cho nên đó, mình cố gắng mình làm việc thì mình sẽ được trường thọ đó, mình có sức khỏe. Quý vị thấy qua người nào mà thấy buồn chán là nhiều quá, phải không? Ở nhà chán nản này kia đó, cứ làm việc à. Làm việc cho mình cũng được, hay là mình làm để mình giúp đỡ cho người khác, thì mình tinh tấn mình luôn luôn vậy đó thì nó sẽ được an vui hạnh phúc. Nhớ là tinh tấn, mà tinh tấn có nói gì nữa, tinh tấn gì, tinh tấn loại bỏ những cái việc xấu đã có, rồi tinh tấn gì nữa, tinh tấn ngăn ngừa những việc xấu mà chưa có, còn tinh tấn làm những việc lành đã có và tinh tấn làm những việc lành chưa có. Bây giờ tinh tấn loại trừ những việc xấu mà đã có, phải không? Mình tinh tấn. Rồi tinh tấn loại trừ những điều xấu mà chưa có là làm sao? Điều xấu chưa có là sao mình tinh tấn? Thấy không? Thì coi như là tinh tấn ngăn ngừa đó, những điều xấu mà chưa có, mình biết. Nhiều khi mình không làm những điều gì xấu. Nhưng mà có nhiều điều mình chưa biết, mình thấy có người khác họ làm điều xấu đó, thì mình thấy họ làm điều xấu nó không tốt, mình cũng tránh làm điều xấu giống như họ. Có nhiều khi đó do họ làm những cái điều thất bại xấu đó, mình nhìn vào họ đó mình đem cái kinh nghiệm cho mình. Có cái nào vậy không? Thế là luôn luôn là có chứ. Bây giờ nói là sao? Họ nói là ăn cổ đi trước, phải không? Rồi nước theo sau chi? Đấy rồi mình biết là nhà họ sập á, phải không? Cho nên mình tránh cái đường đó. Nói vậy không phải là mình nó luôn luôn mình cứ đi sau vậy đâu. Nó lâu lâu mình cũng phải đi trước chứ. Nhưng mà khôn ngoan hơn là sao? Mình có trí tuệ. Thì mình dùng một cái cây á, phải không? Mình hay là dùng hai cây, mình chọt ở trước nên chỗ nào đất cứng là mình mới bước tới. Nó phải được không? Chứ không phải mình cứ đợi người ta đi trước rồi ấn sập ráng chịu để tôi tránh được đâu. Nên có những trường hợp mình phải đi trước, lại mình có thông minh, có trí tuệ người ta, nhưng là mình có cái cây đó có thể dò được mình đi.
Đây, là phải luôn luôn tinh tấn, nhớ là không được lười biếng. Một trong những cái lười biếng là gì? Nó là mà sư nói là buổi sáng thức dậy, mình thức dậy thiền sớm là mình ngồi hành thiền, nó sẽ tốt đẹp lắm. Nhưng mà quý vị có thấy là ưa ngủ nướng không? Ngủ nướng có thấy nó có sung sướng không? Nó sướng phải không? Nhưng mà mình ngủ nướng, mà nó tôi ngủ nướng 5 phút phải. Nhưng mà hắn kéo dài 5 phút không? Nó kéo dài cả tiếng 2 tiếng á. Thành có nhiều người nói ngủ nướng sung sướng hơn, cho nên tôi cứ ngủ nướng. Nhưng mà mình á, mà khi mà cương quyết rồi, mình tinh tấn rồi, mình thấy những cái điều mà ngủ nướng nó làm biến thành thói quen. Là nhất định là mình tinh tấn, có khổ sở bao nhiêu đâu là mình phải cố gắng tinh tấn. Thứ điều nữa là phải biết nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sao? Nhẫn nhục là chịu đựng những phiền não gây ra do người khác, hay do những hoàn cảnh gì đó khiến cho mình phải gặp những cái điều đau khổ đó. Nên là chịu đựng những phiền não do người khác hay hoàn cảnh bên ngoài gây ra. Như vậy bây giờ một người nào họ làm cho một điều làm cho mình không tốt, thì bây giờ đối với người đó mình nghĩ như thế nào? Thì họ làm những điều gì xấu cho mình ha? Nhưng bây giờ mình đi kiếm thì họ có những điểm tốt gì mà lại đem bắt trước không? Có kiếm được không? Ví dụ như có người đó nó ăn cắp của cải của mình, phải không? Ăn cắp của cải của mình. Vậy thì mình có thể là học hỏi được nó cái gì không? Hả? Điên trộm. Mới tặng trộm á, phải không? Mình học hỏi được cái điều gì không? Nhưng mà có nhiều, nhớ là có nhiều thằng trộm á, mà nó rất là hiếu đạo nha. Có nhiều thằng trộm mà nó thương vợ con nó dữ lắm. Và nó đang trộm, nhưng mà nó biết bên vực đồng bạn của nó đó. Nó liều chết á, cho nên đồng bạn của nó. Ngay cả bây giờ mới thằng trộm phải không? Có nó biết hy sinh cho đồng bạn không? Hắn nói là thôi, tụi bay đứng ngoài đợi đi, để tao vô trước. tao vô trước, tao dò xét. Nếu không bắt mình tao thôi. Còn mình tất cả mọi người mình đi vào đó thì không bắt hết. Có phải nó hy sinh không? Rồi đến khi mà ăn cắp xong xuôi rồi đó, hắn nói tụi bay chạy trước đây, để đứng ở đây tao canh cho. Nếu mà rượt đuổi tụi bay thì tao đứng tao chặn lại, thấy không? Để ta bị bắt mình tao thôi, chứ không bắt những người khác. Có những thằng trộm như vậy không? Hả? Có phải không? Thì mình những người xấu mà hắn có những tánh đó, bắt chước theo những tánh tốt của nó. Còn tánh xấu của nó thì đừng bắt chước. Thành ra những người mình thấy họ xấu là như mình lừa những điểm nào tốt của họ đó, phải không? Để mình bắt chước theo, mình đừng có giận họ nhiều. Mình cố gắng, nhưng mà làm việc tất cả việc gì trên thế gian này mình muốn là thành công, mình cố gắng, mình nhẫn nhục, mình chịu đựng, chịu khó khăn, mình tinh tấn mình làm. Bây giờ mình nghèo quá thì mình làm sao? Hả? Tinh tấn để kiếm việc làm, phải không? Tinh tấn để kiếm việc làm. Mà không có việc làm nữa thì mình cũng làm những cái việc nhỏ mà có thể làm được thì cứ làm. Cũng có nhiều người họ không có tiền đó, họ cũng đi tới, họ vào trong những đống rác đó, phải không? Họ lượm những đồ đạc đó, họ sống. Thế nhất định họ không ăn cắp trộm của người khác. Cũng như là mình cố gắng mình tinh tấn đó. Ví dụ như thì mình sẽ có tiền của. Bây giờ chẳng ở đây mình không có việc, phải không? Mình không có việc làm, mà mình có sức lực, mình đi tới nhà nào mình thấy nhà họ cỏ rồi nhiều quá, mình nói bây giờ tôi nghèo đói, tôi không có cái tiền, nhưng mà nhà
anh chị cỏ nhiều quá đây, thấy không? Cho tôi vô tôi dọn dẹp cho. Rồi á, họ nói là họ trả giá mình bao nhiêu, nó không cho tôi bao nhiêu cũng được. Rồi mình dọn dẹp cho họ cho sạch sẽ, phải không? Tự nhiên họ thấy họ biết chứ. Họ cho tiền mình, còn mình làm biếng mình không chịu làm thì không được. Thì làm sao mà có tiền của được? Có một lần nọ đó, khi mình suy xuống với Ananda, với San Jose đó, và Như Lai Thiền Viện đó, khi nó sẽ hướng dẫn thiền đó, thì có một người đó họ tới, họ nói họ tới họ xin tiền nè sư, họ nói là cho tôi họ vô trong Như Lai Thiền Viện, nó cho gặp sư An Hỷ, rồi họ đưa cho sư gặp sư. Cái anh chàng anh nói với sư, anh nói là anh có công việc ở Mỹ Tây Sát, nhưng mà anh có xe, mà giờ anh không có tiền mà đi qua anh đó, thì bây giờ tới xin tiền để mua xăng, phải không? Tôi nói là thì sư nói, anh nói bây giờ anh có tiền phải không? Thì rồi bây giờ sư chỉ cho việc cho anh làm, bây giờ anh tới đây đây. Anh tới đây anh làm cỏ một chùa đó ha, anh làm cỏ một ngày ra tôi sẽ đưa anh thời kỳ đó là tôi đưa anh 50 đồng, thấy không? Anh có 50 đồng đó anh đi phải cần xin ai hết trơn. Khi nói vậy mà hôm nay nó không chịu làm á. À như vậy biết thầy nên làm biếng rồi, thấy không? Đó. Thì tôi nói là chùa anh phải làm vậy đi, bây giờ nếu anh không muốn làm việc đây anh kiếm việc chỗ khác cũng được. Nếu cần tôi sẽ giới thiệu cho anh. Vậy là mình không nói để chạy đi chỗ khác. Mà nó cũng thông minh, trước khi chạy đi chỗ khác nó nghiên cứu, nó biết sư hai vị chùa đó. À, rồi cũng khuyến khích người ta bố thí này kia đó. À, cho nên họ làm vậy. Có nhiều người đó, nó làm biếng. Ai đi xin cái này kia. À, nhất định là mình không bao giờ thèm ngửa tay xin tiền người ta hết đó. Mình phải biết, mình biết tự trọng vô đó, mình biết mình cũng đem công sức ra mình làm. Thì cái đó mình cái đó là mình phải tinh tấn. Mà khi mình làm cái việc nhỏ nhặt như vậy mà mình nói một cái việc nó vẻ hèn mọn quá, nhưng không có cái việc gì mà hèn mọn hết trơn. Tất cả những việc gì mình nó đừng có xâm phạm người khác, nó không làm cho mình phạm giới, phải không? Là những việc tốt đẹp. Rồi thêm một điều nữa là chân thật, là một cái vị mà muốn mà trở thành vị Phật á, là đức chánh trực, thành thật và trong sạch, không có giả dối, luôn luôn giữ tròn hành nguyện hay lời hứa, đã nói sao thì làm vậy, làm sao thì nói vậy. Đó. Cái hành chân thật á, hành chân thật á, đầu tiên là không nói dối rồi còn thêm cái gì chân thật nữa. Tất cả những hành động gì mình phải làm với tâm thiệt là chân thật. Nhớ mà chân thật là mình cố gắng, mình đã hứa ai cái chuyện gì thì mình cố gắng mình làm. Mà mình làm không được thì mình nói cho họ cho biết, cái đó tôi cố gắng tôi làm. Mà bây giờ nó không được, cũng phải nói cho họ biết như vậy. Đừng có để họ có tin tưởng vào mình. Thì mình nói rõ mà nói là ngày xưa tôi cố gắng, tôi muốn cố gắng mà bây giờ tôi làm không có được. Thì cũng nói cho họ như vậy. Thành ra người mà chân thật á, là đã hứa cái gì là phải nói làm cho đúng. Mà ngay cả mình hứa trong tâm mình nữa. Thì khi như là sư hay kể chuyện cho cái vị nghe đó, có trường hợp một người đó, họ cố gắng mà họ trở thành vị Phật. Cho nên đến khi mà kiếp đó, họ trở thành một cái con khỉ đó, mà nó vẫn còn giữ được cái tâm á, mà là tu hành, mà là một vị Bồ Tát. Cho nên đến khi mà cái con khỉ đó nó bị đi cứu người ta, mà bị người ta đập nó gần chết, mục đích là ăn thịt nó. Thì khi đó nó mới khởi tâm, nó giận lên. Thì khi nó vừa khởi tâm giận đó là nó nói, ồ, mình đang cương quyết mình đã thành một vị Bồ Tát, thì mình phải chân thật chứ. Mình chân thật là sao? Mình không có được giận dữ. Mà bây giờ đó, mình nói mình đã thành vị Tát rồi, mà mình
mình còn giận dữ lên, phải không? Mình còn trách móc người ta. Như vậy là mình không có chân thật chút nào hết. À, mình đã hứa rồi mà. Mình chân thật là mình phải hứa với tâm mình, chứ không phải là hứa người khác đâu. Thì khi đó nó nghĩ là mình hứa vậy rồi. Mình đã hứa với tâm mình muốn trở thành Bồ Tát. Và mình muốn là khi đó có kẻ, có mình, khi đó mình không có kẻ thù ai mà hại gì mình nữa, mình cũng phải tha thứ. Và bây giờ mình không tha thứ, như vậy là mình không có chân thật. Mình nguyện một đường đó và rồi mình làm ngã. Thường họ nói là chân thật khi mà tôi hứa với ai điều gì á, nhưng mà thì mới mà tôi không giữ cái mới là thất hứa. Nhưng mà mình nhớ thêm nữa, mình đã hứa gì với mình đi nữa, mình cố gắng mình giữ như vậy đó mới đúng là chân thật á. Mặc dù có thể vấp lên vấp xuống, có thể quên, nhưng mà nhất định là khi mà quên rồi nhớ lại là phải giữ hành chân thật lại. Trên cái đường mà mình đi đến sự giác ngộ, nó cũng gặp nhiều trắc trở nhá. Nhưng mà ngã rồi mình phải cố gắng đứng dậy, thì khi đó mình mới đạt được sự tốt đẹp. Rồi cái chân thật với về quyết định, có quyết định hay là nguyện lực. Mình nguyện làm gì đó là mình phải có quyết định chắc chắn vậy đó. Tôi đã có hành nguyện vậy, tôi cố gắng, tôi phải theo dõi cho nó được tốt đẹp, để cho tròn cái hành nguyện tôi. Thì một người mà khi mà có những điều đó rồi đó, thì khi mình giúp đỡ người khác đó, mình phải có thêm cái tâm từ. Khi mà tâm từ là gì? Là nhớ là tâm từ là vô sân, không có được giận dữ. Không giận dữ là không được giận người nào, không được trách người nào. Mà ngay là không được trách cái hoàn cảnh của mình nữa. Đó, nó phải thêm cái tầng đó. Có nhiều người đó, có thể tha thứ cho người khác, không có buồn, không có khổ. Nhưng mà họ không có, đối với hoàn cảnh của họ đó, họ không chịu đựng được. Thì như vậy đó, mình có tâm từ với người khác, mà mình lại không có tâm từ với chính mình. Nhớ là phải có tâm từ của chính mình đó nha. Mình phải luôn luôn mình nghĩ, phải luôn luôn mình phải nghĩ đến mình nữa. Mình phải thương yêu mình. Mình thương yêu người khác rồi, mình phải thương yêu mình nữa. Mình không trách cứ người khác thì mình cũng không có trách cứ mình. Và cuối cùng là tâm xả. Tâm xả là tâm không có thiên vị. Tâm thăng bằng. Cái tâm mình mong muốn cho người khác được an vui hạnh phúc, không phân biệt người này người kia. Nhưng mà khi mà nó không được như vậy đó, thì tâm mình nó cũng vẫn bình thản như thường. Tâm xả là tâm thăng bằng, không thiên vị, bình thản, an nhiên tự tại. An nhiên tự tại gì? Trước mọi thành công, mọi thất bại, trước mọi sự tốt và sự xấu của thế gian. Nhưng mà một người mà có tâm xả phải nhớ như này, mình thương yêu mọi người phải không? Nhưng mà mình biết á, có tâm xả mình biết là mọi người đều có cái nghiệp, cho nên tôi thương yêu họ như vậy, tôi muốn họ được như vậy như kia đó, mà nhiều khi họ không được, bởi vì cái nghiệp của họ như vậy đó. Nhiều khi mình muốn khuyên người khác làm điều tốt đẹp, nhưng mà họ không có làm được, phải không? Thì mình cũng biết là tại cái nghiệp của họ vậy đó. Chứ đừng ra nhiều khi mình khuyên là không làm điều tốt đẹp, mình là bực mình lên. Như vậy là mình mắc cái tâm xả đó. Mà may mình bực mình lên đó, là mình cũng thiếu tâm từ rồi. Tại cái tâm xả là tâm rất là quan trọng. Mình muốn mình có tâm xả tốt đẹp á, phải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Và đi vậy là cuối cùng mới có tâm xả. Cái thả đây không phải là thờ lãnh đạm, ai làm gì kệ họ. Cái đó không phải xả đâu. Bây giờ có dấu hiệu cho biết là hết giờ. Thì bây giờ quý vị nãy giờ nghe pháp rồi phải không? Và trong nghe pháp ra có người thấy là trong khi nghe pháp là có cái tâm mình có xét lại mình có những cái điểm gì mình thấy mình cần sửa đổi, mình nhất định lần sau mình làm có không? Đó cho bây giờ nghe một bài pháp nó rất là tốt ở chỗ đó. Mình cần nghe nhắc đi nhắc lại nhiều lần vậy đó, thì mình tự nhiên khi mình nghe bài pháp tự nhiên cái tâm mình á
nó xét lại phải không? Nó xét lại coi là mình có phạm những điều đó điều kia không, mình thiếu cố gắng không, mình biết. Thì do cái phước báo của quý vị làm vậy đó là để đưa đến giải thoát vậy. Thì mình dùng cái phước báo đó phải không? Mình chia cho những người khác. Mình có thể không có tiền của mình chia cái phước báo của sự nghe pháp mình đó. Để cái tâm nguyện tốt đẹp mình đó cho người khác. Bây giờ quý vị chia phước ra cho người khác. Sa thủ sa thủ bằng thành thầy, ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tỉnh xa chư thiên hàng ngày, nữ nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hợp về, sẽ dùng pháp thi tiến về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tâm cửa từ ẩn ma phương hàng xa, tỳ kheo chẳng lùng trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, đoạn thai cấm hoa kỳ nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đang mà dính khổ truyền quanh đoá đầy, cầu cho ân thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kiếm thầy, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tâm hoa trong pháp Phật trong giáo truyền, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày bị lai. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc hạnh phúc thường thường đến người. Cầu xin nhân quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. À, số tiền mà quý vị mà cúng dường đó thì sư gom góp lại được là cúng dường cho Miến Điện đó là được 5.000 đồng. Ngoài ra còn một số lẻ là sư sẽ gửi sau. Đã gửi về là bên Anh đó. Anh kia ở đây đó. Nó nhận được rồi. Nó nói nó sẽ liên lạc để nó đưa qua Miến Điện để giúp đỡ cho bên Miến Điện. Cửa. À. Bên nào ở Việt Nam có cách, có cách. Mà sư cũng có mấy người quen đó là mình đưa mà chưa liên lạc được. Có liên lạc. Cái xe quân đội đang nó chờ ông. Mới nó làm liền. Không không. Thế còn này trong nó có bản gì đó không biết nãy giờ như vậy có thâu không? À. Hả? Có thâu. Có thâu. Em lại tâm rồi đó. Đây là lớn bất.